đề thi tuyển, nâng bậc, nâng cấp, ngành giáo dục cũng không có tiếng nói. Cùng ngày tại Hà Nội, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đã tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Các đại biểu khách mời đã tập trung trả lời các câu hỏi về lý do sửa đổi hiến pháp 1992, những nội dung tập trung sửa đổi của dự thảo sửa đổi hiến pháp. Thông qua cái kênh dự thảo online của Quốc hội đấy, kênh của Quốc hội ấy, thì chúng tôi cũng đã nhận được khoảng 630 ý kiến và tập trung chủ yếu vào chương chế độ chính trị. Hiện nay các ý kiến tập trung vào chế độ chính trị, rồi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân ấy, thì chúng tôi thống kê cho đến hiện nay cũng có đến 154 ý kiến đối với 33 điều trong tổng số 38 điều của cái chương 2. Vâng. Và ví dụ như cái điều 21 mà cái điều về quyền con người là một cái điều mới. Quyền sống là một cái điều mới thì cũng phải là có ý kiến nhiều nhất. Đấy, phải đến 22 ý kiến. Chứng tỏ rất quan tâm, nhân dân rất quan tâm. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cũng đã trả lời về quy trình cách thức xây dựng hiến pháp. Càng phát huy dân chủ để nhân dân thể hiện cái chính kiến của mình, làm cho cái hiến pháp đó thực sự là của nhân dân, thì đấy là một cái chủ trương và một cái yêu cầu rất là lớn. Và đây là một cái thủ tục bắt buộc trong quá trình xây dựng hiến pháp, được quy định trong hiến pháp. Thế thì để mà phát huy dân chủ thì theo cái lịch sử lập hiến của các nước nó có ba cái hình thức rất là lớn. Một là hình thức cao nhất là sau khi chuẩn bị xong thì đưa cho toàn dân quyết định, tức là biểu quyết, người ta gọi là trưng cầu ý dân, hoặc là dân quyết định. Thì đây là một hình thức dân chủ cao nhất. Mà cái này thì không phải là nhiều nước làm được, bởi vì đây là nó đòi hỏi các điều kiện kinh tế, nó đòi hỏi về cái văn hóa dân chủ, nó đòi hỏi về các cái dân trí nói chung nữa. Cái cách thứ hai người ta thường làm, mà cái này là được ghi nhận trong hiến pháp 46 của chúng ta, tức là sau khi Quốc hội đã bàn bạc, đã thông qua với cái biểu quyết, kết quả là 2/3 đại biểu thông qua, tức là Quốc hội đã thông qua hiến pháp. Nhưng mà hiến pháp chỉ có giá trị pháp lý khi được dân phúc quyết, có nghĩa là được dân phê chuẩn. Thì cái hiến pháp năm 46 chúng ta đã đưa điều ấy ra, nhưng mà do sau đó là chiến tranh, chúng ta không thực hiện được. Còn cái bước thứ ba là tạo điều kiện cho nhân dân tham gia ý kiến rộng rãi. Thì tôi cho là ba cách đó thì các nhà lập pháp cũng như các nhà chính trị phải lựa chọn cái phương pháp nào, hình thức nào là phù hợp. Thì tôi cho rằng là cái phương pháp mà chúng ta lựa chọn hiện nay là phù hợp hơn cả. Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu khách mời cũng tham gia trả lời các câu hỏi về các hình thức để người dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp, việc tạo điều kiện cho người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, các nhóm yếu thế trong xã hội tham gia vào việc góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992. Thưa quý vị, vào chiều 23 tháng 1, Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên và công nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam. Đồng chí Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam đã chỉ đạo hội thảo. Sau hơn 5 năm triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007-2011 và đến nay đã trở thành hoạt động thường xuyên liên tục, ý nghĩa của việc học tập và làm theo lời Bác đã có sức lan tỏa trong mỗi đơn vị, mỗi bộ phận công tác, tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, tu dưỡng và rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên trong toàn ngành Thông tấn xã Việt Nam. Là cơ quan thông tấn báo chí chính thức của Đảng và Nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam đặc biệt chú trọng mảng thông tin về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy, ban lãnh đạo cơ quan đã chỉ đạo các đơn vị thông tin xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình công tác thông tin để thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc cung cấp nguồn tin, ảnh, truyền hình phong phú, dồi dào, phục vụ các phương tiện thông tin đại chúng trong cả nước,
Thông tấn xã Việt Nam đã trực tiếp tổ chức nhiều tuyến thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các sản phẩm thông tin như báo viết, báo điện tử, báo ảnh, tin, phóng sự truyền hình, với hàng trăm tin bài ảnh phản ánh việc toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại không chỉ cho dân tộc Việt Nam tài sản vô giá về tư tưởng đạo đức cách mạng, trong đó có đạo đức và phong cách làm báo. Những quan điểm kinh nghiệm từ thực tiễn làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bài học vô cùng quý báu cho các thế hệ nhà báo hôm nay và mai sau. Các đại biểu dự hội thảo cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung, nghĩ về Bác trước khi cầm bút, tăng cường sức cạnh tranh thông tin bằng phương châm chuẩn xác kịp thời, tăng cường đoàn kết trong học tập và nghiên cứu công nghệ phục vụ sự nghiệp thông tấn, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, yếu tố cốt lõi để nâng cao sức bật của hệ thống phân xã thông tấn xã Việt Nam. Nhóm lương thực thực phẩm chiếm tới 40% trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng CPI. Chính vì vậy mà các chuyên gia nhận định giá cả các mặt hàng thực phẩm tăng, sức mua cao có thể là một trong những yếu tố sẽ tác động lớn đến CPI của tháng 1 năm nay. Phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình thông tấn. Trong tháng 1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, khiến nguồn cung các loại thực phẩm khan hiếm. Vì vậy, thực phẩm tại các chợ ở Hà Nội đều tăng giá. Đặc biệt mặt hàng rau xanh đã tăng lên 50%. Giá các mặt hàng thì tăng nhiều. Ví dụ như là các loại rau ấy thì 10.000 tăng lên thành 15.000, 17.000 cân. Nguồn cung khan hiếm lắm cho nên là giá tăng khoảng từ 50-60% các loại mặt hàng. Rau là tăng giá nhiều nhất. Riêng mọi ngày nhà cô ăn là chỉ 10.000, bây giờ là 40.000 rau một ngày. Mà trong khi đó là nhà chỉ có 4-5 người. Mà thực phẩm ấy thì thịt gà tăng rất cao, thịt lợn thì tương đối thôi chứ còn không đến mức độ. Thịt lợn chỉ tăng mỗi một cân là khoảng 10.000, nhưng riêng thịt gà là phải tăng tới 20.000, 30.000. Rau thì tăng quá nhiều, gần như gấp 3, gấp 4. Các chuyên gia kinh tế nhận định, tình trạng biến động giá liên tục của nhóm hàng thực phẩm trong thời gian gần đây có thể là một trong những nguyên nhân sẽ đẩy chỉ số giá tiêu dùng trong tháng đầu tiên của năm 2013 lên cao, bởi nhóm này chiếm tới 40% trong rổ tính CPI. Tháng 1 cũng là tháng giáp Tết, nhu cầu mùa vụ, ví dụ đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai làm cho chỉ số giá tiêu dùng của tháng 1 có khả năng tăng, đó là cái thời tiết hết sức là khắc nghiệt. Vấn đề thứ ba nữa là nhu cầu mua sắm Tết, đặc biệt là những cái nhóm hàng có tính chất mùa vụ như là quần áo hoặc giày dép thì cũng tăng trong cái dịp Tết cổ truyền. Với những cái yếu tố đó thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 thường thường là có xu hướng tăng cao. Một yếu tố khác có thể sẽ tác động xấu lên chỉ số giá tiêu dùng đó là dịch vụ y tế. Bởi đến nay vẫn còn khoảng 30 tỉnh, thành phố chưa tăng giá dịch vụ. Điều đó có thể tiềm ẩn tác động tạo nên sức tăng của chỉ số CPI trong tháng này. Trên thực tế hiện nay đến năm 2013 còn 30 tỉnh, thành phố chưa tăng cái giá dịch vụ y tế cũng như giá thuốc. Thế thì trước bối cảnh tình hình đó thì chắc chắn những cái tác động của việc tăng giá dịch vụ công của y tế cũng như giá thuốc thì sẽ làm cho mặt bằng giá tăng. Tuy nhiên, theo nhận định, mặc dù có đầy đủ các yếu tố có thể coi là then chốt sẽ tác động lên chỉ số giá tiêu dùng trong tháng, nhưng do ảnh hưởng từ năm 2012, sức mua từ thị trường vẫn còn tương đối yếu, nên có thể CPI vẫn tăng nhưng sẽ không tăng mạnh như mọi năm. Do cái sức mua yếu, cho nên chỉ số CPI tháng 1 cũng sẽ tăng nhưng cũng không tăng mạnh đến mức như các năm vừa rồi. Và chúng tôi cũng dự báo là nó tăng khoảng độ trong khoảng độ 0,7 đến 0,8%. Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao hay thấp không phải chỉ do một hoặc hai yếu tố tác động lên. Chính bởi vậy, nếu kỳ vọng mức độ lạm phát nhẹ thì quan trọng nhất vẫn phải kiểm soát tốt biến động chỉ số giá tiêu dùng. Đồng thời cũng phải kìm hãm sức tăng ồ ạt của các nhóm hàng, nhất là vào thời điểm trước Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, sau gần một tháng mật phục và theo dõi, khoảng 3 giờ sáng ngày 22 tháng 1, tại khu vực cầu ngầm sông Trường thuộc địa phận huyện Bắc Trà My của tỉnh Quảng Nam, lực lượng kiểm lâm huyện vùng cao Bắc Trà My đã bắt giữ một xe vận chuyển 8 phách gỗ sẻ, khối lượng gần 1,5 khối, gồm gỗ gõ và gỗ dồi, hai loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 1 và nhóm 3.
Xe bị bắt mang nhãn hiệu Ford Ranger biển số thành phố Đà Nẵng 43X4423. Xe được cải biên, tháo hết ghế ngồi để chứa gỗ. Hệ thống kiến xung đều được dán phim đen để không bị phát hiện các vật dụng chứa bên trong. Thiết bị gắn biển số được thiết kế rất tinh vi với các khe để dễ dàng thay đổi biển số khi cần thiết nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Khi bị bắt, xe này đang mang biển số giả màu đỏ của ngành quân đội là VT1834. Khám xét trong xe còn có hai biển số xanh là 81B2435 và có hệ thống đèn còi báo ưu tiên khi lưu thông. Thời gian thì bắt là nó chạy vào ban đêm, gần 3 giờ sáng là mới bắt được xe này. Khi mà phát hiện kiểm tra thì tài xế đã bỏ chạy. Kiểm tra cái xe thì thấy nó cũng, cái cách thức thiết kế của nó là nó hoán đổi lại biển số cũng như là gầm những cái thanh trượt để đưa gỗ vào rất là tinh vi. Qua kiểm tra, bên trong xe còn có hàng chục hóa đơn giao dịch mua xăng dầu của chủ phương tiện. Tất cả các hóa đơn đều ghi chủ phương tiện mua hàng đều là của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trần Trương, có địa chỉ tại tổ 22, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Thời gian gần đây, do sự tuần tra kiểm soát gay gắt của lực lượng kiểm lâm, nên việc vận chuyển gỗ lậu tại huyện Bắc Trà My đã được chặn đứng, buộc các đối tượng lâm tặc buôn bán gỗ trái phép phải sử dụng các thủ đoạn tinh vi hơn để vận chuyển. Và đây là vụ bắt gỗ với số lượng lớn. Hiện Kiểm Lâm huyện Bắc Trà My đang thông báo